Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 8 lên tiếng yêu cầu Philippines xử lý nghiêm những người biểu tình đã xé lá cờ đỏ sao vàng trong một cuộc biểu tình ở Manila hôm 1 tháng 8. Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của Việt Nam. Hành động phá hoại lá quốc kỳ Việt Nam là xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam và cần phải bị lên án nghiêm khắc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo. Hôm 1 tháng 8, hàng chục người Philippines biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Manila để phản đối hành động được cho là Việt Nam quân sự hóa ở biển Tây Philippines, tức Biển Đông, và kêu gọi Việt Nam ngừng đánh bắt cá dọc theo bờ biển của nhóm đảo Calayan, tức Trường Sa. Truyền thông Philippines đăng hình ảnh một số người biểu tình đã xé những tấm giấy có in hình lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, trong khi những người khác cầm biểu ngữ ghi Việt Nam hãy ra khỏi Trường Sa, Việt Nam dừng ngay quân sự hóa nhóm đảo Calayan. Chúng tôi yêu cầu phía Philippines xử lý nghiêm vụ việc, có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để hành vi trên tái diễn gây ảnh hưởng tới quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, bà Phạm Thu Hằng nói thêm. Việt Nam và Philippines là hai trong số các quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và lên tiếng mạnh nhất trong việc phản đối những hành động lấn át của Trung Quốc nhằm đòi chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam và Philippines cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo lên nhau cũng như đối chọi với các nước khác trong nhiều khu vực của Biển Đông. Nói về quan hệ Việt-Mỹ nhân kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 8 rằng thời gian qua mối quan hệ đối tác này đã phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất và lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hướng tới tầm mức quan hệ mới khi điều kiện phù hợp. Ít ngày trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho hay là lãnh đạo của Việt Nam muốn gặp và hội đàm với ông tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 ở New Delhi để thảo luận về việc nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ. Tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam rất muốn gặp tôi khi tôi tới G20, ông Biden nói với hàng chục nhà tài trợ ủng hộ chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông từ một sự kiện ở Freeport, bang Maine. Ông ấy muốn nâng tầm chúng tôi thành một đối tác lớn ngang hàng Nga và Trung Quốc, ông Biden nói tiếp nhưng không cho biết đó là nhà lãnh đạo nào của Việt Nam. Trong một cuộc gặp hồi tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bày tỏ mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ của hai nước vào lúc Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác ở châu Á để đối trọng lại một nước Trung Quốc ngày càng lấn át. Trong điện mừng mới đây gửi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói rằng Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Mỹ để thúc đẩy quan hệ hai nước đạt tầm cao mới. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 8 chỉ trích cuộc tập trận vừa kết thúc của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa. Việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận ở Biển Đông từ ngày 29 tháng 7 đến 2 tháng 8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên Biển Đông, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo. Ít ngày trước, các nhà chức trách của Trung Quốc thông báo họ có cuộc tập trận lớn ở Biển Đông, trải dài trên một khu vực rộng lớn bao gồm quần đảo Hoàng Sa và bãi Marcus Field mà Trung Quốc gọi là Trung Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và không tái diễn vi phạm tương tự, phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói hôm 3 tháng 8. Cuộc tập trận diễn ra chỉ 2 tuần sau khi Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á hôm 13 tháng 7 nhất trí cố gắng đàm phán về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC và ký kết trong vòng 3 năm. COC có mục đích ngăn chặn các cuộc tranh chấp lãnh thổ thường xuyên ở khu vực Biển Đông, biến thành một cuộc xung đột vũ trang lớn, nhưng lâu nay việc đàm phán về COC vẫn bị trì hoãn.